Hello anh em, mình là Đăng và chào mừng anh em đã quay trở lại với CMX. Đặc biệt là chuyên mục Smart Home tụi mình. Với chuyên mục này á, thì tụi mình sẽ đem đến cho anh em nhiều những sản phẩm liên quan đến đồ dùng trong nhà và nó thông minh. Ví dụ như là robot hút bụi thông minh nè, đèn thông minh nè, ống đun thông minh. Và hôm nay mình sẽ thêm một sản phẩm nữa để mà làm đầy thêm những sản phẩm thông minh trong nhà bạn. Đây, một chiếc quạt thông minh Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite. Như thường lệ, đường link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video. Hiện tại nó đang được giảm giá đến 500.000 đồng, tức là gần 30% giá niêm yết. Nhanh tay click vào nhé, tại vì không chắc giá tốt này sẽ được giữ lại lâu đâu. Ok, mình cùng vào intro nào. Trong hộp thì nó được bố trí khá là nhiều thứ và bên trong mình sẽ có 4 linh kiện quan trọng và sẽ có 3 linh kiện lớn. Đây, đầu tiên là một chiếc đế, đây là đế của cái quạt mình. Đây, một món. Thứ hai là cái phần quạt. Phần quạt cũng như là phần cánh quạt. Hai phần. Và phần quan trọng nhất chính là cái phần thân quạt cũng như là động cơ. Và lưu ý nha, ở trong đáy hộp này còn một món nữa mà các bạn phải lấy ra, chứ cái này bỏ cũng hơi phí đấy. Là một cái thanh để mà nói dài, kéo dài cái chân của cái quạt lên cao tí xíu nữa. Đấy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt cái quạt này. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái đế trước. Và cái thanh chân này các bạn sẽ có hai trường hợp. Một là các bạn sẽ sử dụng chiều cao như thế này luôn, là tổng thể quạt của mình sẽ cao vào đâu đó khoảng 64cm. Còn nếu các bạn sử dụng thêm một phần thân này nữa là nó sẽ cao 1m. Đấy, quạt này có thể hai chế độ chiều cao. Nếu lắp phần thân vô nó sẽ có một cái rãnh xoắn như thế này. Các bạn chỉ cần đút vào và xoay thôi. Rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Toàn bộ phần này, ở trong cái phần thân này với lại cái đế, nó sẽ có một cái rãnh để mà tiếp xúc và cố định với nhau. Đưa vào và xoay nhẹ nó để mà nó sẽ rớt xuống một cái mà nghe một âm thanh. Đấy, rớt vào và chắc chắn luôn. Và lưu ý nha, nếu như thế này thôi thì nó sẽ không đảm bảo an toàn và chắc chắn, nên mình sẽ phải siết thêm một con ốc ở bên dưới nữa. Đấy, và bây giờ mình sẽ mở cái hộp phụ tùng nhỏ nhỏ ra, cái mà mình nói bằng khá quan trọng đây. Trong đây sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và một cái bịch công cụ. Trong cái bịch này mình sẽ lấy ra một con ốc, còn bu lông chứ, cũng khá là to, và một cái cần dặn sẵn, nó có tra sẵn mình một cái con lục giác luôn. Đấy, đút vào cái lỗ này và dặn theo lục giác này thôi. Đấy, quá là nhẹ nhàng và nó đã dính rất là chắc, rất là an toàn luôn. Mình sẽ tháo tạm một cái đốt phần thân ra để mà cho nó thấp tí xíu, để lên bàn hướng dẫn các bạn cho dễ nha. Và tiếp theo mình sẽ khui cái phần nắp đậy cũng như cánh quạt này ra. Cả hai phần nắp này sẽ được gắn với nhau và nó là một cái khớp cực kỳ dễ xoay luôn. Nhưng mà các bạn phải lưu ý nha, cái trên phần thân này nó sẽ có hai cái phần hơi bị nhô ra, và các bạn sẽ dặn cho nó ngược chiều và đấy là nó sẽ xức hai bên ra. Nó sẽ có hai cái tấm lưới, một là tấm lưới phía sau và một tấm lưới phía trước. Mình sẽ gắn tấm lưới phía trước này lên. Và cái nắp phía sau này á, sẽ có 4 cái chỗ thanh định vị này, cái tròn tròn này nè. Và nó sẽ định vị vào trong cái khe bên trên cái máy. Đấy, mình sẽ xoay đằng sau mà cho cái khớp định vị nó gắn vào quạt. Chỉ cần xoay nhẹ thôi và canh nó đưa vào. Tuy nhiên nếu các bạn gắn như thế này á, nó sẽ không đủ chắc, nên các bạn phải sử dụng thêm một cái này nữa. Đây, ở trong cái bịch này nãy, cái miếng hơi to to ở đây. Và các bạn sẽ đưa vào, xoay theo chiều kim đồng hồ. Đấy. Tiếp theo mình sẽ gắn cánh quạt lên. Thì phần cánh quạt này á, ngay với chỗ trục động cơ sẽ có hai cái thanh này để mà nó định vị cái cánh quạt. Thì tương tự ở trên cái cánh quạt sẽ có hai cái khe để mà đút hai thanh đen này vô. Đây mình sẽ đưa cho nó chính xác vào nha. Mà sẵn tiện nói phần cánh quạt đi. Với những cái quạt thông thường, quạt giá rẻ thì nó sẽ có khoảng 3 cánh, 2 cánh. Với những quạt đó thì nó sẽ không tối ưu với luồng gió. Còn với cánh quạt ở đây nó sẽ có tận 7 cánh quạt. 7 cánh quạt sẽ cho tối ưu luồng gió hơn. Và với cái thiết kế cánh quạt như này á, nó sẽ giảm âm thanh khi mà cánh quạt tiếp xúc với lại không khí và làm cho độ ồn của chiếc quạt này được giảm xuống. Nó sẽ có hai chiều, là một chiều bên phải tức là sẽ là chiều mở khóa và chiều bên trái là chiều khóa. Các bạn muốn khóa thì các bạn dặn theo cái chìa khóa bên trái nha. Khóa vào. Ok, quá tuyệt vời. Và mình sẽ lắp cái phần nắp đậy này thôi. Và khi lắp vào các bạn chú ý, giống như lúc mà các bạn tháo ra, ở đây sẽ có hai cái rãnh. Và các bạn sẽ tìm một cái rãnh tương tự phần mặt nắp. Đây, rãnh này. Và các bạn sẽ cho khớp với lại cái bên trái nha. Đấy, khớp với lại cái bên trái. Và để cho chắc chắn rằng hai phần nắp này dính với nhau thì nhà sản xuất còn tặng cho chúng ta một con ốc nhỏ nhỏ này nữa. Đấy, mở ra. và sử dụng luôn cái lục giác này sẽ có cái bốn cạnh đây, và phía dưới này sẽ có một cái lỗ để các bạn bắt ốc vào. Sau và đó là cách lắp ráp toàn bộ chiếc quạt thông minh của mình. Khi mà các bạn muốn chân nó thấp khoảng 64 cm chiều cao thì các bạn lắp một cái thanh này thôi, còn nếu các bạn muốn cái quạt cao lên khoảng 1 m thì mình sẽ lắp thêm một cây này nữa. Đấy, đơn giản thôi. Nói về thiết kế bên ngoài đi, toàn thân của quạt này sẽ được chủ đạo bằng màu trắng, và cái phần nhựa nó được làm á là không phải nhựa bóng nên sẽ không để lại mồ hôi giống bằng tay, và cái nhựa này nó sẽ hơi nhám. Với những cái nhựa nhám rẻ tiền á, mình không biết cái nhựa này gọi nhựa gì, nhưng mà với những cái nhựa nhám rẻ tiền á, nó khi mà các bạn sử dụng lâu á thì tay các bạn sẽ để lại một màu vàng trên thiết bị, nhưng mà với cái nhựa nhám này á, là nhựa nhám xịn, nó sẽ không để lại và cũng cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy. Tổng thể thì chiếc quạt này khi mà các bạn lắp đầy đủ phụ kiện á, nó sẽ nặng 3,5 kg, cũng ok, các bạn nữ cũng có thể cầm nó để mà di chuyển. Đây mình cầm một tay nè. Không có phải là một BD đấy. Về sử dụng thì chúng ta sẽ có 3 cách điều khiển. Một là các bạn sử dụng những cái phím vật lý trên đây, hai là các bạn sử dụng cái app trên điện thoại là Mi Home, hai là các bạn điều khiển bằng giọng nói. Mà các bạn điều khiển bằng giọng nói cũng phải kết hợp với lại điện thoại. Đây và đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bình thường nha. Nút đầu tiên nút nguồn, nút thứ hai là nút tăng giảm cái cường độ gió cũng như là chuyển sang chế độ ban đêm, nút thứ ba là để mà bật tắt chế độ quay xung quanh, cuối cùng là sẽ nút hẹn giờ. Ở ngoài ra ở phía dưới này chúng ta sẽ có thêm một vài cái đèn để mà thông báo nữa, một cái đèn thể hiện wifi, 1, 2, 3 số để mà thể hiện 3 mức quạt, và một cái đèn thể hiện chế độ ban đêm. Sử dụng thì các bạn bật lên đây, và các bạn sử dụng cái nút tiếp theo này để mà tăng cường độ gió. Chúng ta sẽ có 3 mức gió, mức 1, mức 2, mức 3 đấy. Và nếu như mà các bạn nhấn đèn lúc này, nó sẽ chuyển sang chế độ ngủ. Với chế độ ngủ này á, thì quạt sẽ giảm công suất của nó và cũng như là giảm cái lượng âm thanh nó phát ra. Một vài thời điểm đó, nó sẽ tự động nó mạnh lên để mà tăng cường độ mát, nhưng mà tổng thể á, thì cái âm thanh khi mà nó phát ra ở chế độ ngủ này sẽ thấp hơn mức bình thường. Nút thứ ba này để mà bật tắt chế độ quay. Đây. Với cái chế độ quay này á, thì quạt sẽ quay một góc 90 độ từ bên trái sang phải, tức là xoay bên trái được 45 độ, bên phải được 45 độ. Góc cũng khá là rộng. Và nút cuối cùng là nút hẹn giờ. Các bạn bấm vào cái đèn số 1 nó sẽ sáng lên, tức là nó sẽ 1 giờ nữa quạt sẽ tự động tắt. Nhấn thêm cái nữa là 2 giờ, một cái nữa là 3 giờ. Đấy là sẽ có 3 mức là hẹn 1 giờ, 2 giờ hoặc là 3 giờ tắt. Nếu các bạn muốn cụ thể hơn, ví dụ như là 1,5 tiếng á, thì các bạn phải vào ứng dụng điện thoại để mà điều khiển. Về thông số thì quạt sử dụng điện 220V cho ra công suất 38W, độ ồn tối đa là 58dB. Độ ồn khá là nhỏ, chủ yếu là do tiếng giữa cánh quạt tác động với lại không khí. Còn cái phần động cơ không chở than này thì cực kỳ im lặng luôn. Và do quạt đang sử dụng động cơ không chở than nên nó sẽ tiết kiệm điện nhiều hơn so với là những quạt truyền thống. Để kết nối chiếc quạt thông minh này vào điện thoại, các bạn sử dụng một app tên là Mi Home. Đây, tải về cả CF Play cũng như là App Store. Tải rồi, mở lên. Đấy, và các bạn bấm vào dấu cộng bên trên này, tìm thiết bị. Nó sẽ tìm kiếm và tự động quét thiết bị quạt của các bạn, tự động hiện nó luôn, rất là thông minh, và các bạn chỉ cần nhấp vào để mà kết nối thôi. Chọn cho nó một cái mạng nha. Và mình sẽ chọn phòng cho nó, mình sẽ đặt nó ở phòng ngủ. Tiếp theo và đặt tên cho nó là, cái phần đặt tên này cũng khá quan trọng nha, tại vì nếu các bạn đặt tên mà khó đọc quá, khi mà các bạn ra lệnh bằng giọng nói bởi Google Assistant á, nó cũng sẽ hơi khó. Các bạn đặt tên như thế nào sẽ gọi tên nó bằng như thế đó. Và đây là giao diện chính của mình ở trình điều khiển trên điện thoại. Các bạn sẽ có công tắc bật tắt quạt, đây bật nè. Đó. Và có thể thay đổi chế độ gió, đây mức 1 này, mức 2 nè, mức 3 nè, và có thể cả bật chế độ ngủ đây. Đây. Bật tắt đảo gió. Đây, bật đảo gió đây. Ở thanh bên dưới này sẽ là lên lịch tắt. Ở đây nó sẽ cụ thể hơn và bạn có thể kéo lên đến từng phút. Đây, mình kéo nè, nó 2 giờ 20 phút nè. Hoặc là có thể hơn nữa, 4 giờ 58 phút. Và cái đặc biệt nữa mà các bạn sẽ dùng chính là khóa trẻ em. Đây mình bật khóa trẻ em lên. Khi mà các bạn bật khóa trẻ em này lên á, thì bất kỳ thao tác trên cái quạt này đều sẽ không chấp nhận. Đây mình đang bật khóa trẻ em nha. Mình thử bấm nút nguồn nè. Nó sẽ kêu 2 tiếng và không gì xảy ra cả. Thử nút khác. Đấy. Xem như những cái nút này là vô dụng luôn, và trẻ em nó đụng vào nó cũng sẽ không vấn đề gì. Và tiếp theo để mà các bạn kết nối chiếc quạt thông minh này với lại Google Assistant thì các bạn phải tải ứng dụng là Google Home. Đây, các bạn điện thoại Android sẽ có sẵn cái này. Các bạn bấm vào dấu cộng nhé, chọn vào thêm thiết bị và phía dưới hoạt động với Google. và các bạn sẽ tìm đến ứng dụng tên là Mi Home. Đấy, chọn vào Mi Home và link nó vào. Nhớ đăng nhập tài khoản của Xiaomi nhé. Và với việc liên kết thế này, các bạn có thể điều khiển nó bằng giọng nói. Đây, các bạn mở Google Assistant lên, mở quạt thông minh. Thấy chưa? Mình điều khiển bằng chính giọng nói luôn. Và quạt đang bật đây. Hey. Lại cái nữa nha. Tắt quạt thông minh. Đấy, quạt đã tắt rồi. Hey, cực kỳ thông minh luôn. Và với việc liên kết với lại Google Home thì với lại những thiết bị mà điều khiển nhà của bạn á, những cái húp này nọ á, thì các bạn có thể ra lịch cái húp đó để mà bật tắt cái quạt này. Đấy, đồng bộ cả hệ thống của Google Home luôn. Ok, mình đã hoàn thành xong bài trên tay nhanh cũng như hướng dẫn sử dụng chiếc quạt thông minh Mi Fan 2 Lite. Trên thị trường hiện tại á, những cái quạt thông minh như thế này nó cũng không quá nhiều, chỉ là những quạt điều khiển bằng remote này nọ thôi, nó cũng đã là quạt thông minh rồi. Đặc biệt nó có thể điều khiển bằng điện thoại và bằng giọng nói thông qua Google Assistant. Như thường lệ, đường link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video. Hiện tại nó đang được giảm giá đến 500.000 đồng, tức là gần 30% giá niêm yết. Nhanh tay click vào nha, tại vì không chắc giá tốt này sẽ được giữ lại lâu đâu. Mình là Đăng, nếu các bạn thấy video này hay, bấm cho mình một like, một subscribe để ủng hộ tụi mình trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.